xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video của Uyên. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng xe đang được rất là nhiều các bạn trẻ hiện nay yêu thích, đó là dòng xe Vario. Thì đối với dòng xe này, hiện tại mình đang có 3 phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng là khóa chìa ha các bạn ha. Và đối với dòng 125 ở 2023 này thì phiên bản tiêu chuẩn của mình nó sẽ có cái khác biệt, đó là nó sẽ không có dừng 3 giây ở bên này ha các bạn. Còn đối với dòng sử dụng Smart Key thì nó sẽ có dừng 3 giây bên này. Và phiên bản 125 của mình 2023 hiện tại mình sẽ có 5 màu ha các bạn ha. Và mình sẽ có giá dao động là từ 39.500 cho đến là 43.100. Thì tại cửa hàng bên Uyên có nhận lên phụ kiện của xe cũng như là nhận sơn lại màu sơn 3D của xe. Chỉ cần các bạn lưu lại những màu mà các bạn yêu thích, sau đó mang đến cửa hàng thì bên Uyên sẽ hỗ trợ đổi màu sơn cho các bạn. Cà vẹt của mình ra giấy sẽ là ra theo màu sơn luôn ha. Chẳng hạn như ở đây Uyên có một chiếc xe đang lên màu 3D này các bạn. Đây, các bạn có thể thấy ha, màu rất là đẹp và rất là sang luôn. Đây là hot trend của năm nay đó các bạn. Rồi, đối với dòng Vario 125 này thì khi mà mua trả góp, các bạn chỉ cần trả trước từ 5 triệu thôi là các bạn đã có thể rút xe về. Thủ tục thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hồ sơ lên nhanh chóng, trong vòng 10 phút là các bạn đã rước được một chiếc siêu phẩm về nhà rồi. Và khi mà mua xe bên Uyên thì các bạn sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng một trong những phần quà như sau ha: quạt điều hòa nè, nón bảo hiểm nè, ly sứ nè, ấm siêu tốc nè, chảo chống dính và nồi cơm điện. Cảm ơn các bạn đã đón xem hết clip của Uyên. Xin chào và hẹn gặp lại.